Để giúp công nhân lao động có điều kiện cải thiện nâng cao đời sống tinh thần cũng như phục vụ việc học tập nâng cao trình độ, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt khoảng 1.000 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí tại các khu lưu trú, khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối tháng 8 này. Chúng tôi có mặt tại khu lưu trú công nhân của khu chế xuất Tân Thuận khi các công nhân trở về sau một ngày làm việc vất vả. Vào giờ này, đa số công nhân đều đang truy cập Internet để nghe nhạc, xem phim, đọc báo, giải trí. Từ khi Wi-Fi được lắp đặt và phủ sóng miễn phí tại khu lưu trú, các bạn công nhân đều cảm nhận được sự tiện ích mà dịch vụ mang lại. Khi thì đem xài thì nhu cầu tối về xem clip để giải trí hoặc là học hành, đọc báo này kia nọ rất là tiện. Đem xài 3G nhưng mà yếu dữ lắm, 3G thì lúc lên lúc không. Đáng lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho công nhân được chia theo hai giai đoạn. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã lắp đặt các điểm truy cập phục vụ 10.000 công nhân trên các địa bàn quận 7 và quận Thủ Đức. Còn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ phục vụ cho khoảng 100.000 công nhân ở các quận, huyện khác. Mỗi điểm truy cập bao gồm một access point, phục vụ trung bình đồng thời 10 người truy cập cùng lúc. Dự kiến tốc độ đường truyền sẽ có băng thông 35 MB và đạt mức tối thiểu 20 MB trên 3 MB cho hai chiều tải từ dữ liệu Internet cho mỗi điểm truy cập. Bây giờ là đã có khoảng 1.000 điểm kết nối, bao gồm những cái khu chế xuất, những cái khu lưu trú của công nhân và những cái khu nhà trọ xung quanh những cái khu chế xuất đó. Thì hiện nay đó là 1.000 điểm kết nối đó là sẽ phục vụ cho trên dưới 10.000 người, 10.000 công nhân. Đây là một cái dự án của thành phố Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao cái đời sống của công nhân. Các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí này đang mang lại nhiều lợi ích cho công nhân tại các khu trọ. Không chỉ thêm tiện ích cho đời sống tinh thần giải trí, mà còn góp phần giúp công nhân có điều kiện tra cứu thông tin, tài liệu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Tiện ích của nó mang lại cũng khá cao. Mình có thể mình kết nối với bạn bè thông qua mạng xã hội, cũng có thể truy cập được những cái tin tức mới về cái tin thời sự, cuộc sống liên quan cũng như là giải trí. Cái mạng này nó thật sự là nó rất là cần thiết với công việc, bổ sung cho công việc cuộc sống của mình. Wi-Fi này trước tiên là nó miễn phí đó, nó cũng giúp em là tiết kiệm được một ít tiền mỗi tháng. Cái thứ hai nữa là nó có thể giúp em học tiếng Anh và trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm và những cái kỹ năng vi tính để có thể giúp ích cho em trong công việc. Với số lượng công nhân lớn nhất cả nước, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân luôn được thành phố Hồ Chí Minh quan tâm với nhiều chương trình giải pháp thiết thực. Như dự án lắp đặt Wi-Fi miễn phí này đang giúp cuộc sống của công nhân lao động tại trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước thêm niềm vui và nhiều tiện lợi thoải mái hơn.